Nguyên liệu xương sâm được phơi giữa đường, mặc cho xe qua lại. Lá xương sâm được vò bằng chân và được tẩm hóa chất. Đó là quy trình chế biến xương sâm được chúng tôi tiếp cận tại nhiều cơ sở sản xuất trên đường An Dương Vương, Trần Phú, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Trưa ngày 16 tháng 12, chúng tôi men theo con hẻm số 338 An Dương Vương, quận 5, nơi được xem là thủ phủ chuyên sản xuất xương sâm, xương sáo, cung ứng cho các chợ nhỏ lẻ tại thành phố Hồ Chí Minh. Dọc theo các con hẻm này, hàng loạt cơ sở sản xuất lấy lề đường làm nơi phơi nguyên liệu. Không những thế, nhiều cơ sở còn sử dụng cả chổi, chân để thu gom. Xe cộ qua lại con hẻm này cũng thản nhiên cán lên nguyên liệu làm xương sâm như thế này. Điều đáng nói là nhiều cơ sở chế biến xương sâm khu vực này thường xuyên dùng chân để vò nguyên liệu. Chiều ngày 17 tháng 12, chúng tôi tiếp cận cơ sở sản xuất của bà Linh ở số 71/32, nằm trong con hẻm đường Trần Phú, phường 4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Dưới nền đất cũ kỹ, quy trình chế biến xương sâm kinh hoàng được hai người phụ nữ trạng ngoài 35 tuổi tiến hành chế biến bằng nước lã. Lúc này một người phụ nữ làm ở cơ sở của bà Linh liên tục dùng chân dẫm đạp lên xương sâm như thế này. Chưa dừng lại ở đó, người phụ nữ này còn múc từng thau nước lã đổ ào ào vào máy xay. Một lúc sau, người phụ nữ này vào nhà lấy dụng cụ, rồi thản nhiên bước chân vào thau nguyên liệu dẫm đạp tiếp. Khoảng 10 phút, chậu nhựa chứa đầy lá xương sâm, nát bấy, nhầy nhụa màu xanh đen đặc và lẫn bùn đất. Gần đó, phía góc trái căn nhà, hàng loạt dụng cụ vò đựng xương sâm đã ngả màu vàng ố. Thau nước để chế biến cũng đầy cát bụi và chất thải. Cùng ngày, chúng tôi tiếp tục tiếp cận cơ sở xương sâm của bà Linh. Lúc này cơ sở của bà Linh đang tấp nập chế biến xương sâm với số lượng lớn. Bà Linh kéo vòi nước lã từ trong nhà ra ngoài đường, rồi xả tràn vào các thau lớn để chuẩn bị chế biến. Tại đây, nguyên liệu làm xương sâm cũng được dẫm đạp bằng chân. Sau khi dẫm xong, người phụ nữ làm ở cơ sở của bà Linh rửa chân ở một thau nhựa nhỏ bên cạnh. Nhưng ngay sau đó, lại đổ thau nước vừa rửa chân vào nguyên liệu chế biến xương sâm. Sau công đoạn dẫm đạp bằng chân, bà Linh cho số nguyên liệu này vào máy xay cùng với hàng chục lít nước lã. Xay khoảng 10 phút, bà Linh xả vòi, một loại nước xanh đen, nhơn nhớt chảy tràn ra thau nhựa. Tiếp đó bà Linh cho hóa chất là một dạng bột trắng không nhãn mác vào các thau nhựa, rồi dùng tay trộn đều. Để khoảng 5 phút, toàn bộ loại nước sâm chế biến được cơ sở này cho vào các lon bia cũ, hộp nhựa, bao ni lông, rồi mang ra phơi tràn lan ngoài lề đường. Khi xương sâm đông đặc sẽ được chở đi bỏ mối tại các chợ nhỏ lẻ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 18 tháng 12, chúng tôi tiếp cận cơ sở của bà Mỹ ở số 71/40, nằm trong con hẻm Trần Phú, phường 4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng với chiêu thức tương tự, bà Mỹ liên tục dùng chân dẫm đạp lên xương sâm như thế này. Theo điều tra của chúng tôi, không chỉ cơ sở chế biến của bà Linh, bà Mỹ mà nhiều cơ sở sản xuất ở khu vực này cũng sử dụng những công đoạn sản xuất sâm kinh hoàng như thế. Ngoài những chậu xương sâm, còn thấy khá nhiều hộp xương sáo được phơi từ sáng đến chiều tối trên các xe ba gác, cạnh thùng rác, bốc mùi hôi thối. Hàng ngày cứ vào khoảng 5 giờ, con hẻm này lại tấp nập xe máy của các tiểu thương đến lấy hàng. Bà Linh cho hay số lượng bao nhiêu cũng có thể cung ứng đầy đủ. Rạng sáng ngày 19 tháng 12, chúng tôi theo chân người làm của cơ sở chế biến xương sâm bà Linh đi giao hàng với số lượng lớn.
Sau khi tập kết hàng trước nhà bà Linh, người phụ nữ này chạy qua các tuyến đường An Dương Vương, Huỳnh Mẫn Đạt, Nguyễn Trãi, chạy thẳng lên cầu chữ Y để giao hàng tại chợ Rạch Ông, phường 2, quận 8. Theo tìm hiểu của chúng tôi, các cơ sở chế biến xương sâm, xương sáo thường vận chuyển xương sâm đến các chợ như chợ Rạch Ông, chợ Thái Bình, quận 1, chợ Hòa Bình, quận 5, chợ Vườn Chuối, quận 3. Đặc biệt số lượng lớn được nhiều tiểu thương ở chợ An Đông, quận 5 đặt mua. Cách đây 2 năm thì có đi ăn với nhóm bạn em, nhưng mà tự nhiên phát hiện trong cái xương sâm xương sáo có rác, thì từ đó trở đi là em không dám ăn nữa. Và cứ thế, hàng ngày hàng trăm kg xương sâm được bỏ mối khắp các khu chợ nhỏ lẻ, các quán xá, ven các trường đại học. Không mấy ai biết rằng đằng sau món ăn ngon miệng ấy là những quy trình chế biến đến kinh hoàng.